Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Warhammer 2. Mình là Tô Tân Hoa Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục cuộc chiến của những linh hồn của biển cả, cướp biển vùng Caribe. Ở tập trước thì mình đã cái mụ béo này của mình đã tiến được một cái bước đi khá dài khi nó có thể đốt gần hết thành của cái thằng gì nhỉ? Đây là cái thằng thằn lằn ở trên này này. Bây giờ thì nó chỉ còn hai thành nữa thôi, mình sẽ đốt đốt xem nó thế nào. Hình như những cái thành nào giáp biển thì mình mới có thể kích hoạt cái này lên này để nhận cái infamy. Nhưng mà bọn quân này không biết nó như nào, nhưng mà hình như là nếu mình không nhầm thì nó cũng sẽ bị tha hóa, quân đội của nó bị tha hóa dần thì phải. The Empire. Nó cũng bị tha hóa thành dần dần, nhưng mà mình không biết đến bao giờ thì nó mới bị tha hóa ở cái công trình này. Biết cả bọn này nữa, bọn Noska này nữa. Biết tha hóa kiểu gì nữa. Đúng rồi, không biết. Chỉ biết là nó đang bị tha hóa quân thôi, nhưng mà không biết nó tha hóa như thế nào. Thì ra mình cũng phải chơi và tìm hiểu thôi. Trước này thì chắc cũng không có việc gì để làm nữa rồi, sao vậy? This has my approval. Thôi qua lượt vậy. Mình vừa mới mua được anh tướng thì bị chúng nó spam mất. Thế là vẫn con mụ này từ đầu đến cuối. Mụ béo này nó có thể tuyển quân ở ngay trên đường đi. Nó là đội duy nhất thôi. Cho nên là bọn này nó chỉ có tướng, có cái thằng tướng điện thoại nó mới có thể tuyển quân như vậy. Mình thử xem mấy thằng cướp biển khác liệu có thể join được không nhỉ? Join được thì mình có thể có thêm các cái tướng điện thoại khác. Đi nó thử xem có join được không. Nhưng mà cái này hơi khó, mình nghe có vẻ như là The arcane currents flow strong, there is nothing you can do. Quyết chiến. Vẫn ba cái thằng thằng 2F nhiễu thế nhỉ? Đội quân không, đội quân bất tử à? Đội quân của chúng ta là đội quân bất tử. Mày lẩn vẩn lên đất, anh làm cái gì đấy thằng ọc này? Không đùa, nó kéo quân xuống rồi này. Nó đang kéo quân xuống thành của mình đấy. Cứ bóc mình à. Chúng ta lại tăng trưởng thêm một lượt nữa, chúng ta tiếp tục tăng trưởng à. Bao giờ lên được trên cái bọn kia? Hạng 7. Chúng ta lên hạng 7. Kiếm tiền để lên công trình này. À, mình có thể tuyển được Mogul. Thêm một con Mogul nữa rồi. Bọn này là bọn gì nhỉ? Tấn công độc. Toàn tấn công và leadership cho tất cả các đơn vị quân. Armut 10%. Ô, gọi được nhiều con này thế. Mà con mụ này thì chuyên chơi cái con này rồi. Cho hẳn mô vun to, bỏ mô vun con này đi. Lizards do not intimidate me. Nó gây hoảng sợ. Trời ơi. Rồi, có 4 con Mogul này thì tuyệt rồi. Cái thằng tướng này nó là tướng gì?
nothing. Mình còn một cái loại hero bên này nữa chưa tuyển được. Đây. Bắn súng à? Gunner. Gunner. Why? Chưa biết là thế nào nhưng mà cứ thêm mấy con mua vui nữa. Đốt cái thành này của nó luôn. Trong 10 giáp. Let us hustle. Ray settlement. Madam, I lost a deal fan. Cắm trại xuống nào. Mụ béo này cấp nữa là có thể có con cua vào ốc à? Trưởng này là trưởng thuyền. Cái trưởng này là cái nhà. Giảm 7% phí mua thuyền. Tăng grow. Có mấy con này làm tường thì phê phải biết. Ai nghèo rồi. Nhưng mà bây giờ nó đang chuẩn bị tấn công mình đây vào đây. Bình với nó được không nhỉ? Speak, your time with me is precious, so make known your request. I think not. King, watch your words. They were likely. Cast. Your timing could not be better. Joy confession. The scurvy dogs. Không có cái dòng nào để joy confession rồi. Như vậy là chúng ta không thể joy như giống mà cả dầm được. Kislev. Welcome to Kislev. At your service. At your... You are an unwelcome guest in the court of the Phoenix King. Nó lại tấn công vào cái cảng của mình à? Not one Druki on Naggarith. Không biết cái cảng này trụ được không nhỉ? Master. Nó toàn cung thủ. Cho nó đánh. Cho nó đánh. Tấn công cảng dưới à? Được cái là các cái thành của mình để xây tường thành, xây quân phòng thủ để mà tấn công vào là cũng hơi vất đấy. Không biết nó có tường thành không nhỉ? Mấy cái thằng ọc này chết à, cái đi trên đất của mình. Đất đai ở đây bị tha hóa hết rồi, còn đi vào đây làm rể. Hạng 6. Chúng ta đã lên đến hạng 6. The
pieces. Mấy con Mirror. Đây, bỏ lốt hai con này đi. Pierfin. Cho mấy con lửa lửa người này. Listen. À, đang tuyển quân này. Tuyển đi. Seas calm. 9000 mới nâng cấp được. Còn lên lưng lên nào nhỉ? Đang nghèo bây giờ lưng này thì lấy đâu ra tiền mà lưng. Nghèo quá. Master. Từ 5 đến 10. Vampire. Deep là tuyển cả. Nói chung mình chọn tùy chứ nhỉ. Tướng theo phe nào thì mình sẽ chọn thằng hero phe khác để tướng nhánh khác để phát triển thôi. Đó là Vampire. Vampire mà không cộng vào đây thì không thể đánh được ai. Daylight. Fly the flag. I have arrived. Admiral of the fleet. Rồi, thủ thành đã, thủ trong thành. Không cho tấn công ở đây nữa. Thằng khỉ gió đưa quân vào quánh mình. Thằng làm chán sống mà. Anh tuyển được toàn quái to rồi, chúng mày sắp dẹo hết cả rồi. À, cử hai thuyền sang cơ đúng không? Một thuyền thì chưa dám đánh đúng không? Được. Bọn cướp biển thì nó có một cái gọi là cái nhẫn kia là cái lòng trung thành, nó giống như bọn đắc ép. Những cái kẻ xấu mà muốn gây dựng đất nước theo cái kiểu gọi là bằng... bằng sức mạnh và tiền bạc thì lòng trung thành nó là một điều rất quan trọng. Nó chỉ có được lòng trung thành khi nó được quyền lợi. Nó đạt đặc điểm chung của tất cả các faction. Nói chung để làm cái này nó gọi là có một chút xíu chính trị. Nếu bạn làm tốt thì nó cũng có một chút cái đó. Chung thì bây giờ chúng ta xem nào. This jungle is mine.
dám tấn công mình cơ. Hạng 6, chúng ta lên hạng 6 để dành tiền như này. Ui, thằng này lên 13. Học vào đây. Máu à. Thằng này nói chung là chỉ có để đi ám sát và đi cận chiến được. Mà nó ám sát cũng tốt đấy, nó bánh nhau cũng lì lắm. Thêm một anh Mogul. Bỏ nốt anh Mogul đi. Chơi hẳn Mogul xịn luôn. Đây bọn này. Thêm một thằng nữa thì ăn tí lắc, 4 đội ăn tí lắc. À, hồn ma đi. Hồn ma này. Hồn ma mình thấy lì đòn lắm. Con mụ này nó thiên về hồn ma mà. Con mụ này nó thiên về hồn ma. Not this stuff. Không hề biết sợ. Bốn cái món đồ để đeo rồi. Có bốn con mù vun ăn luôn. Có bốn con mù vun. Quân trong thành chúng nó đông rồi. Trận này phải cẩn thận, chết. Mụ béo này bao giờ có con cua vỏ ốc để cưỡi thì chắc là đánh cận chiến được. Có bốn con mô hút này thì cho nó lao thẳng vào là được rồi. Chưa có rồng, có rồng bay nữa thì đẹp. Bọn này cái gì nó cũng có. Fleet captain. Hero of Britannia. Off deck. Orders! Orders! Chả cần phải mua xây nhà lính, mình cũng tuyển toàn những loại quân xịn để cuối này luôn. Những phong cách của ma cà rồng. Con mồ hôn nó tiến đến. Cho mấy con này vào đây đã. Cho mấy con bay vào đây đã. Bọn này bọn anti-lắc này, nên là chúng nó sẽ đánh dưới đất, còn một số bọn nó sẽ đánh ở trên không, đánh ở trên thành, bởi vì là bọn anti-infantry. Đây bọn này bọn anti-infantry leo tường lên, lên thang. Mấy con ma đấy, mấy con hồn ma đấy. Úi dồi, bọn hồn ma nó lên rồi.
Cộng thành đã vỡ sốc vào anh em. Đâu rồi? Quả thuyền, bắn quả thuyền ra sao? Vãi cả mấy con lên kia. Rồi, cho mấy anh mai xử bọn này luôn. Lì đòn thế nhở? Rồi mấy con này là in phân đi lắc này, thử bọn ăn đi lắc rồi, chuyên ăn đi lắc. Trời ơi, chưa cần gọi đội vệ binh của Petronia lên nhá. Ăn. Đâu rồi, gọi tiếp vào đội nữa. Mấy con mô vu này chưa bỏ hết. Mày rồi. Rồi. Mày béo đâu, gọi mấy con cua vỏ ốc tiếp lên. Cua vỏ ốc. Chiến với cộng hành rồi ạ. Ăn tí lắc cơ mà. Ừ, gọi tiếp. Chào đây cu. Thành mở sao nó không vào được nhỉ? Không leo được cũng không vào được à? Rồi quánh thẳng vào đây cho anh. Hướng của nó chạy, hướng của nó chạy đó. Và mấy con mua vun sát chết. Gọi thêm mấy con hồn ma lên nữa thì tuyệt. Mấy con hồn ma là nó kháng vật lý tuyệt vời luôn. Nhưng bọn 2F nó có phép thuật. Tính là đánh nhau bọn 2F là hơi vất nhỉ. Mấy con ma cà rồng này thì ma cà rồng cưỡi cua vỏ ốc. Thế nó mới thú vị chứ.
Nhiệm vụ của mình là phải đi đào bới mấy cái dương chôn của cướp biển, nhưng mà chẳng hiểu mấy cái dương đấy là như nào nữa. Có mấy cái dương ở khắp mọi nơi, chắc phải cử mấy thằng tướng đi đốt lên đi. Đi đào. Một thằng mà đào thì đến bao giờ xong? Mình không nhầm thì xem cái video giới thiệu thì nó đi đào cái đấy để nó ghép vào thành một cái món đồ gì đó. Một cái vòng nó ghép với một cái viên đá vào để nó thành cái gì đấy. Nó là cái gì thì mình cũng chưa biết, bây giờ cứ đi đào đã, đào kho báu đã. Chả cần phải mua quân là thành luôn, nguyên đi hát rong đã kiếm đủ ăn rồi. Stack được hơn 7.000 này. Cấp 20 rồi, cưỡi con cua vỏ ốc rồi. Cưỡi được con cua vỏ ốc rồi. Rumfels favors this one. Arnold's infantry. Thôi, cưỡi con cua vỏ ốc ấy, cho đỡ chết. This one in my mirror. Ui. Mấy con này được búp đồ ngon. Ui. Con mụ béo này. Con mụ béo này cưỡi con cua vỏ ốc phát mạnh vãi chưởng. Đây rồi, có thể tuyển được mấy con cua vỏ ốc nữa rồi. Nên dùng cua vỏ ốc nhỉ, hay là dùng mấy con Mogul này nhỉ? Mogul này là anti infantry. Anti infantry. Admiral of the fleet. À, có khẩu pháo này rồi. Có thể mua được khẩu pháo này rồi. Thử xem khẩu pháo này mạnh quá nào, bỏ một con này đi xem. Con mụ này thì không thể recoil được khẩu pháo này à? Rồi. Khẩu pháo này chỉ dành cho bọn lính này thôi. Bọn này mới tuyển được. Bọn này bắn ác đấy. Hết tiền rồi, nghèo như con mèo luôn. À, chúng ta được một cái danh hiệu này, tuyển khẩu pháo này. Xong công nghệ này, cộng 10 leadership. Học cái này đã. Khử luôn mấy con tắc kè cho nó rảnh nợ. Vãi thành trên rồi. Không đánh hả? À, rút lui chiến thuật. Rút lui chiến thuật à?
Có mỗi hai cái thành đấy của mình giáp biển đấy nhưng mà thành nào đâu nhỉ? À, bọn này chiến tranh với thằng đáp ép ở trên này. Ủa kệ bầm như nó, cho chúng nó đánh nhau. Approach the Madame Captain. What? Mấy thằng ọc phải cứ đốt phá đất nhà anh điên, anh đập cho chúng mày chết hết bây giờ. Hết cả tiền để xây dựng thêm công trình mới. Có thể tuyển được mấy con cua và ốc rồi đúng không? Ờ, có thể tuyển được khá nhiều quân rồi đây này. Đây là tuyển lô ban. Vòng cua vỏ ốc rồi. Con cua vỏ ốc của giáp châu thế. This jungle is mine. Rồng. Mình có rồng và cua vỏ ốc à? Xong. Có thể tuyển rồng và cua vào ốc rồi, nhưng mà chắc phải mất mấy lượt. Rồi, đốt lốt cái thành đấy. Ôi, con mụ là cưỡi con cua vào ốc rồi. Slayer. Quite the map collection now, Admiral. Và chết kì. Chết kì à? Chết kì gì đây? Tấn công băng à? Bọn này được học về tấn công tấn công băng. Rumfels favors this one. Chết kì có gì nói. À, đi đào hầm. Xây dựng công trình này. Đã đọc từ từ. Anh đã có tiền đâu mà chứ cứ bảo anh xây. Mua mấy con cua vào ốc à? Bỏ mấy con này đi đã. Rồng trước đã. Mình nghĩ là cần con rồng trước. Ôi dồi ôi. Đặt vãi trưởng. Mất 3 lượt cơ. Chắc phải đi chiến tranh thêm một lúc nữa thì mới có tiền được. Bốn đến chín. Năm đến mười. Vàm hai. Gọi thêm một thằng đã lên đây. Bảo vệ cái cảng này. Quân phòng thủ tương đối, có cả đội cận vệ cơ mà, không sợ, ăn được. Cái gì? Grand Fist Color Fashion. Giảm 70% tuyển phí tuyển tướng. Bonus cho infantry cho zombie, cướp biển. Zombie. Mắc cái nhánh này trước đi. Cái này toàn cái hỗ trợ rank cho hero khi tuyển.
À, cái này muốn nâng cấp thì nó sẽ tốn 1.000 điểm Infamy. Chúng ta có bao nhiêu điểm? 5.000. Mạnh lên tí xíu đã. Con mũ béo này có cua võ cưỡi rồi. Quả này đánh solo luôn rồi các bọn này, không cần phải đứng đằng sau lấp quân bảo vệ nữa. Ôi nhưng mà bây giờ hết mất tiền rồi, làm sao mua được quân đây? Cướp ở đâu ra tiền bây giờ? Giết nốt cái thằng thần lằn. Phía nam còn mấy thằng thần lằn nữa đi không? Điện thể xuống đấy xem đào kho báu như nào. Du thuyền sang châu Phi luôn. Ra cái cộng rank cho các hero được tuyển thì cũng chả quan trọng lắm, bởi vì mình có thể cho đi đánh trận để nó cũng lên rank thôi, nên là cũng không ngán lắm. Ồ thằng này nó giết luôn thằng tắc kè à, gớm nhỉ. Rồi tắc kè xong rồi. Đâu nhỉ? Nhiệm vụ của mình sao? Nhiệm vụ này. Ở đây kìa. Xa thế. Bây giờ mình phải hành quân một quãng đường rất dài xuống tận dưới đấy kìa. Cứ phải đi thôi, làm gì có cách nào khác. Có điều lần này mình đi mình có cưỡi con cua vào ốc. Ồ. Cái con này bình thường mình bắt mình nghịch chơi ngoài biển, ngoài bờ biển đầy bé tí tí, làm gì mà to này. Vào game nó khác, thành con quái vật luôn, kinh thật. Chỗ này không biết là map ở dưới như nào, bây giờ mình hết tiền rồi đó. Kinh tế thì bây giờ nghèo nàn lạc hậu luôn. Chắc phải đi ăn cướp mới có tiền. Chắc lại phải đi cướp bóc ở đâu đấy mới có tí tiền thôi. Nghèo này làm sao mua được rồng rắn bây giờ. Mắc vào upkeep rồi mà vẫn chưa ăn thua nhỉ. Tốn tiền quá. Cái thằng Empire này nó đang bận đánh nhau với thằng Dark F ở phía trên rồi. Ấy là anh Orc bắt đầu xây lại nhà. Ôi cướp biển nào đây, nó đến đây. Tiền từ nhận 3.000 trong 15 lượt.
calls. Nghèo quá, hết tiền rồi đấy. Xem có thể có đồ nào đeo xem. Những con này chưa có đồ gì đeo à? Qua hết, chưa nhặt được cái đồ gì mới nhỉ? Chưa nhặt được cái đồ gì mới. Siren of the Storms. Mắc mô hôn rồi. Mà cả dầm thì cũng sợ mắc. Chưa có tiền để mà mua quân đúng không? Ây da. À rồi, có lượt đã. Xem tình hình tiếp theo như nào. Ây da. Xem tình hình tiếp theo thế nào. Mấy anh ọc cái chạy lên quanh qua nhà anh sao lại cả chết cháy nhá. Gì đây? Rồi nghèo quá. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.